Techcombank chấm dứt mối quan hệ đối tác Manulife sau hơn một thập kỷ gắn bó. Ngày 7 tháng 10, Techcombank và Manulife Việt Nam đã chính thức công bố việc chấm dứt mối quan hệ hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền sau 11 năm gắn bó. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự thay đổi lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai ông lớn trong ngành ngân hàng và bảo hiểm tại Việt Nam. Manulife Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ trực thuộc Manulife Financial, tập đoàn tài chính hàng đầu đến từ Canada, với hơn 130 năm kinh nghiệm hoạt động và hiện phục vụ hơn 35 triệu khách hàng thuộc các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Nói về việc dừng hợp tác đột ngột này, phía Techcombank cho biết do những thay đổi trong chiến lược kinh doanh và những điều chỉnh của luật kinh doanh bảo hiểm, Techcombank và Manulife quyết định chấm dứt hợp tác độc quyền từ ngày 14 tháng 10. Techcombank và Manulife cho biết việc đưa ra quyết định chấm dứt hợp tác hoàn toàn phù hợp với chiến lược thay đổi của cả hai bên. Tuy nhiên, quyền lợi của khách hàng vẫn sẽ được đảm bảo không thay đổi. Trước đó, vào đầu năm 2023, ngành bảo hiểm Việt Nam, bao gồm Manulife, đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Nhiều khách hàng phản ánh về việc họ không hiểu rõ các điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và cách tư vấn từ các đại lý bảo hiểm bị cho là không minh bạch. Ngoài ra, cũng trong năm 2023, Manulife đã dính tới một vụ việc gây tranh cãi liên quan đến việc bán các sản phẩm bảo hiểm thông qua Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB. Nhiều khách hàng gửi tiết kiệm tại SCB cho rằng họ đã bị nhân viên ngân hàng tư vấn sai lệch về sản phẩm bảo hiểm, khiến họ tưởng rằng đang gửi tiết kiệm, nhưng thực chất lại là mua bảo hiểm nhân thọ của Manulife. Vụ việc này đã gây ra một làn sóng khiếu nại lớn và ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của Manulife, khiến nhiều khách hàng mất niềm tin vào công ty. Trong bối cảnh ngành bảo hiểm vẫn đang phục hồi từ khủng hoảng niềm tin và lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vẫn tiếp tục gặp khó khăn, Manulife đã ghi nhận nhiều thay đổi trong hoạt động kinh doanh. Mặc dù trong nửa đầu năm 2024, Manulife lỗ hơn 1.300 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, nhưng lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 2.127 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ từ mảng tài chính và đầu tư. Tổng doanh thu phí bảo hiểm của Manulife đạt 8.634 tỷ đồng, giảm 24,4% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, nhờ lợi nhuận từ hoạt động tài chính, đặc biệt là lãi từ mua bán cổ phiếu, Manulife vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong ngành bảo hiểm nhân thọ. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank, hiện là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất Việt Nam, với quy mô rộng khắp cả nước với hơn 12.000 nhân viên và hơn 14,4 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, cũng như mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch trải rộng trên 46 tỉnh thành. Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác bảo hiểm độc quyền 15 năm với Manulife Việt Nam, doanh thu Bancassurance của Techcombank đã tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động Bancassurance năm 2020 đạt khoảng 1.200 tỷ đồng, tăng lên khoảng 1.500 tỷ đồng vào năm 2021. Đỉnh điểm năm 2022, thu nhập từ dịch vụ hợp tác bảo hiểm của Techcombank đạt 1.750,6 tỷ đồng, nhưng đã giảm mạnh 62%, xuống còn 667 tỷ đồng vào năm 2023, nguyên nhân là do tác động của cuộc khủng hoảng niềm tin trong ngành bảo hiểm.